thu ơi tôi vô cùng cảm động. Trước tâm tình cô đã dành sẵn cho tôi, tôi không thích ai ban cho lòng thương hại, nên cũng không đem lòng thương hại tặng cho ai. Cảm thương cô cũng như tôi đem tâm chân tình trao sai chỗ, cho nên sống giữa cuộc đời mà vẫn thấy cô đơn, vẫn ôm ấp một tình yêu vô vọng. Một chuỗi thời gian nối tiếp nhau vô gì, nhân sinh vốn dĩ tầm thường. Với cô tôi vẫn trọn can trường. Thank you.
Cô đi tôi sẽ thấy hắn một cái gì thân thiết nhất. Nhưng thà như vậy còn hơn, tôi không muốn giữ cô lại đây, trong khi tôi không thể tặng cho cô thứ tình cảm mà cô mong ước. Cô hãy ngồi xuống đây, uống với tôi một ly rượu gọi là tiễn biệt, để rồi mai đây dòng đời trôi dạt chia cách đôi nơi, mỗi đứa một phương trời. Nhớ đến nhau như một kỷ niệm xa vời, một kỷ niệm đẹp buồn đã tan biến, rồi như bọt nước phù du. Nhớ đến buổi chia tay này, hãy xem đó là giấc mộng, một giấc mộng thần tiên, để điểm tô, để làm đẹp cuộc đời vốn đã nhiều chua xót buồn đau. Không biết dùng lời lẽ gì để diễn tả những điều tôi đang nghĩ, những tình cảm lạ lùng mà chưa ai tự đặt tên. Nhưng thôi, nói làm gì cho buổi đưa tiễn buồn thêm. Hai chúng ta từ hai phương trời xa lạ, dịp tình cờ xui khiến gặp gỡ nhau, giờ chia biệt cũng là lẽ thường tình tan hiệp. Còn hơn là chọn kiếp cô đơn, chỉ ấm đâu dễ gặp mà tìm muôn công.